Chào mừng các bạn đến với chương trình Hỏi Bác sĩ Sinh Sản. Chương trình này được phát trên fanpage và kênh YouTube chính thức của bác sĩ Nhật là PS Phạm Quang Nhật. Thì các bạn cũng lưu ý giúp thì những cái câu hỏi đáp của bác sĩ Nhật ở đây thì chỉ mang tính chất cung cấp những kiến thức y khoa thường thức, không nhằm mục đích thay thế việc chẩn đoán và điều trị cũng như là quảng cáo nha các bạn ha. Bệnh lý buồng trứng đa nang là gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề buồng trứng đa nang, ảnh hưởng lên chức năng sinh sản ra sao, nghe muộn con như thế nào ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái buồng trứng đa nang. Các bạn theo dõi đây đó, trên trang web bác sĩ Nhật thì buồng trứng đa nang là gì ha. Thì các bạn thấy ở đây là một cái buồng trứng mà nó có nhiều cái nang hốc nhỏ, nó không có phóng loãng được ha, nó nằm ở trên cái buồng trứng. Và như vậy thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề làm cho rối loạn việc rụng trứng. Thì cái buồng trứng đa nang này là nó liên quan tới sự bất cân bằng của hormone trong cơ thể người phụ nữ, thì ảnh hưởng tới việc có thai, và nó còn ảnh hưởng thêm những cái vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe của người phụ nữ, chẳng hạn như tiểu đường vấn đề về tim mạch ha, những vấn đề về ung thư vú, ung thư niêm mạc ha. Thì như vậy thì trên cái trang web này bác cũng có những cái lời khuyên về mình sẽ ăn gì, uống gì ha, để cho cái vấn đề buồng trứng đa nang. Thì cái quan trọng là cái buồng trứng đa nang có còn được hay không ha các bạn ha. Thì cái buồng trứng đa nang thì chúng ta thấy như vậy, cái buồng trứng đa nang thì nó là một cái căn bệnh thời đại. Thì những người phụ nữ có trọng lượng mà tăng, tức là BMI tầm độ khoảng 30, thì 80% là có buồng trứng dạng đa nang. Thì cái buồng trứng dạng đa nang này thì nó biểu hiện bằng gì? Bằng cái sự rối loạn của kinh nguyệt, tức là kinh thưa, kinh ít. Ngoài ra nó có thể gây một số cái dấu hiệu của cường androgen. Cái cường androgen này biểu hiện bởi có thể là rậm lông, có thể là có râu mép, bị hói đầu, đổi mụn rất là nhiều. Đó là hiện tượng của androgen. Ngoài ra thì nó có cái hiện tượng là của cái kháng insulin, đó nó tổn thương cái vấn đề mà chuyển hóa của insulin. Đó thì nó gây ra cái vấn đề có thể nam hóa, và có một số nghiên cứu thấy rằng cái buồng trứng đa nang này có thể có yếu tố di truyền, hoặc là những người phụ nữ mà có mẹ hoặc chị mà có cái buồng trứng dạng đa nang thì có khả năng là bị cái buồng trứng đa nang kế tiếp hả các bạn ha. Thì như vậy là chúng ta thấy là buồng trứng đa nang mặc dù nó khi siêu âm chúng ta mới phát hiện, tuy nhiên nó không phải là không thể nào mà sửa chữa ha. Thì chúng ta có thể điều trị bằng rất là nhiều cách ha các bạn ha. Thì ở đây là các bạn sẽ thấy đây những cái phương pháp ha, những cái cách thức mà chúng ta có thể sử dụng ha. Đầu tiên và đơn giản nhất các bạn, đó là các bạn điều chỉnh cái thói quen cách sống giảm cân ha. Thì cái thói quen ở đây chúng ta là do là cái việc đô thị hóa, ăn những thức ăn nhanh, dầu mỡ ha. Thì như vậy nó dẫn tới là thừa cân, thì chúng ta sẽ hạn chế ha, sử dụng những cái thức ăn mà gây ra thừa cân ha. Chúng ta sử dụng những cái thức ăn ha mà có thể làm cho cơ thể đầy đủ chất nhưng không có gây ra thừa cân ha. Và chúng ta ăn những cái nhiều chất xơ nè, những cái tinh bột nè ha, có nhiều loại tinh bột lắm, có thể là gạo lứt nè, yến mạch nè ha, vân vân ha, ngũ cốc ha. Thì các bạn có thể mua các loại ngũ cốc không đường ha, các loại ngũ cốc mà ở trên thị trường bán rất nhiều, như ngũ cốc lạc lạc hay là ngũ cốc min gì đó ha. Thì những cái loại ngũ cốc này nó ít đường, nó giàu cái chất đạm mà thực vật, đạm thực vật nha các bạn, và vitamin khoáng chất. Thì chúng ta phải cố gắng rằng là hạn chế thức khuya ha. Cái việc mà thức khuya nó sẽ làm cho cái rối loạn nội tiết
của người phụ nữ rất nhiều. Và cái thói quen chúng ta là khi chúng ta thức khuya thì chúng ta hay sử dụng màn hình điện thoại. Thì người ta hiện tại bây giờ chưa có bằng chứng chứng minh rõ ràng, nhưng mà ta thấy rằng một số cái người phụ nữ mà sử dụng cái màn hình điện thoại vào ban đêm khuya, hay ánh sáng xanh của màn hình điện thoại có thể làm rối loạn hỗn loạn ha. Thì như vậy những cái tác nhân gây ra là lo âu, stress, căng thẳng ha, cũng có thể dẫn tới là không có được cái thực hiện kinh nguyệt tốt, là do rối loạn ha, hỗn loạn. Và như vậy những cái đoạn nhỏ nằm ở trên buồng trứng nó không được phóng thích ra thì nó gây ra cái dạng buồng trứng đa nang. Thì có rất là nhiều bạn ốm thôi, không mập ha, gầy, nhưng siêu âm lên buồng trứng đa nang, cái nguyệt không đều ha, là do những cái stress, những cái căng thẳng và những cái thói quen thức khuya ha. Đó các bạn nha. Thì như vậy kế tiếp là chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ. Những cái vấn đề về tiểu đường ha, cao huyết áp thì có thể dẫn tới cái chuyện mà buồng trứng ha, là dạng đa nang. Thì ngoài ra thì chúng ta phải gặp các bác sĩ chuyên khoa. Việc sử dụng thuốc gây phóng loạn hay là kích thích rụng trứng để có thể có thai thì phải được sử dụng bởi các bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra là có một các phương pháp ta gọi là đốt điểm buồng trứng. Phương pháp này thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa bởi vì nó sẽ là lợi bất cập hại khi mà chúng ta đốt điểm mà không có chính xác phù hợp, có thể làm suy buồng trứng và hư luôn buồng trứng. Và cái cuối cùng là chúng ta có thể là thụ tinh ống nghiệm. Thụ tinh ống nghiệm có thể là sử dụng việc nuôi trứng non ha, chúng ta lấy ít trứng thôi. Là như buồng trứng đa nang nó dễ dẫn tới cái chuyện mà gọi là quá kích buồng trứng lắm các bạn ạ nha. Thì đó, thì khi mà chúng ta làm thụ tinh ống nghiệm thì chúng ta sẽ tạo ra phôi và chúng ta chuyển vào thì vẫn có khả năng có thai đó. Tuy nhiên có một cái lưu ý như vậy, những người mà có cái dạng buồng trứng đa nang thì cái việc mà người ta thấy rằng cái buồng trứng, cái hormone của cái buồng trứng ở người phụ nữ mà có buồng trứng đa nang, hormone thai kỳ nó khá là kém, thì người ta chưa có nhiều cái nghiên cứu chính thức. Tuy nhiên người ta nhận thấy rằng những cái thai kỳ ở những người phụ nữ mà có buồng trứng dạng đa nang thì dễ sảy thai hơn ha, dễ sảy thai hơn. Và người ta thấy rằng cái rối loạn chuyển hóa nó sẽ dẫn tới cái chuyện mà dinh dưỡng từ cái người mẹ qua đứa con nó sẽ có vấn đề. Và như vậy cái việc dưỡng thai ở người buồng trứng đa nang là một cái vấn đề chúng ta phải điều chỉnh về cái rối loạn chuyển hóa ha, nhất là những cái tiểu đường ha các bạn ha, nó gây ra chuyện mà thai lưu ha, những cái chuyện mà sảy thai liên tiếp nha các bạn ha. Và chúng ta cũng thấy rằng là những người phụ nữ có dạng buồng trứng đa nang thì cái nồng độ của estrogen trong người nó sẽ có sự bất thường, và đó gọi là một cái tình trạng gọi là cường estrogen tương đối. Thì ở đây chắc cũng có một số bạn có buồng trứng đa nang và làm thụ tinh ống nghiệm thì các bạn sẽ có một cái gặp phải là cái niêm mạc nó dày bất thường, cái hình ảnh nó rất là dày, nó dày sáng lên các bạn, đó là do hiện tượng cường estrogen ha. Thì như vậy chúng ta làm gì? Thì như vậy chúng ta phải điều chỉnh và chúng ta phải kiểm tra cái niêm mạc đó là nó có sự tăng sinh quá mức đối với cái chuyện tiếp xúc với estrogen liên tục hay không. Thì thường những các bạn mà có cái việc tăng sinh niêm mạc như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng điều chỉnh ha, những cái thức ăn nhiều chất xơ, các loại họ đậu ha. Chúng ta có thể có một cái gọi là cái dương gian chúng ta hay sử dụng là đậu đỏ, nhậu lứt ha, chúng ta rang lên, chúng ta nấu hàng ngày, nó cũng cung cấp nhiều các khoáng chất có lợi cho buồng trứng ha. Thì như vậy ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các loại ngũ cốc cũng như nãy bác sĩ có đề cập cho các bạn ha, những cái ngũ cốc mà không đường bán sẵn trên thị trường rất nhiều ha. Như vậy các bạn có thể tìm hiểu đó. Thì bác Nhật cũng đã cung cấp cho các bạn một số cái kiến thức về cái buồng trứng đa nang, về những ảnh hưởng của buồng trứng đa nang đối với việc buồng con, những ảnh hưởng của buồng trứng đa nang đối với việc dưỡng thai và giữ thai, những ảnh hưởng mà gây sảy thai của buồng trứng dạng đa nang và những cái rối loạn nội tiết ha, bất thường ở những người phụ nữ có buồng trứng dạng đa nang, và những sơ lược những cái
khả năng có thể chúng ta tự điều trị, tự điều chỉnh ha, và chúng ta có thể tới gặp các bác sĩ chuyên khoa để chúng ta có thể có những cái điều trị phù hợp, thích hợp ha, đó, để cho chúng ta có được một thai kỳ an toàn ha các bạn ha. Vì cái người phụ nữ có buồng trứng đa nang khi mang thai rất dễ bị tiểu đường thai kỳ và cao huyết áp do cái vấn đề về rối loạn chuyển hóa ha các bạn ha. Và cái vấn đề mà chuyển phôi ở người phụ nữ buồng trứng đa nang, cái khả năng thất bại cũng rất là cao, do chúng ta là tiếp xúc ha, gọi là cường estrogen tương đối liên tục thì cái niêm mạc nó không phù hợp ha, do cái việc mà phôi làm tổ, do đó chúng ta cũng phải điều chỉnh ha. Cái một số trường hợp điều chỉnh rất là lâu, rất là khó, tuy nhiên chúng ta phải kiên trì ha các bạn nha.